Thưa quý vị, thời gian gần đây, lượng khách đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng đã có những dấu hiệu khả quan. Chính hiệu ứng từ chương trình kích cầu du lịch lần thứ hai được công bố cách đây khoảng một tháng đã mang đến những tín hiệu vui cho ngành công nghiệp không khói của thành phố. Đoàn du khách này vừa đến Đà Nẵng tham quan du lịch với hành trình 4 ngày 3 đêm. Tất cả đều cảm thấy hào hứng khi được trải nghiệm các dịch vụ cũng như tham quan các khu điểm du lịch của thành phố. Theo các du khách, môi trường du lịch an toàn thân thiện cùng chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn của Đà Nẵng đã giúp họ có một kỳ nghỉ vui vẻ, chất lượng và đáng nhớ. Đà Nẵng có những chính sách kích cầu đặc biệt với chất lượng dịch vụ thì rất là tốt. Cho nên là ban giám đốc đã quyết định là chọn điểm đến là Đà Nẵng cho cả hai đoàn. Quả thật là đây chúng tôi đã được trải nghiệm cái dịch vụ 4 sao với giá chỉ 3 sao thôi. Vâng. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong cái thời gian tới thì Đà Nẵng tiếp tục có duy trì những chính sách kích cầu này để cho công ty có rất nhiều công nhân, những người chưa được đi Đà Nẵng, chúng tôi sẽ có điều kiện để đưa các anh chị em đến đây để tiếp tục trải nghiệm được cái dịch vụ của cái thành phố biển tuyệt vời này. Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố, từ sau khi chương trình kích cầu lần 2 với chủ đề 3 địa phương, 1 điểm đến được công bố, lượng khách đặt tour đến thành phố đã có dấu hiệu khả quan hơn. Một số doanh nghiệp đã đón được những đoàn khách lớn đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố. Theo các đơn vị lữ hành, chương trình kích cầu du lịch lần này đã tạo nên không khí phấn khích trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch để tạo ra nhiều sản phẩm và từ đó nỗ lực xúc tiến thị trường. Chương trình kích cầu lần 2 thì chúng tôi tập trung vào các sản phẩm làm sao đó để đưa được khách quay lại Đà Nẵng. Tập trung vào thông điệp là du lịch an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi thay đổi cái cách tiếp cận du khách khai thác. Không nhấn mạnh đến cái việc là giảm sâu giá cho các sản phẩm, mà nhấn mạnh đến cái việc là tăng trải nghiệm bằng cái việc là giới thiệu các sản phẩm mới, bằng cái việc là tăng các cái nhóm dịch vụ chất lượng cao cho du khách, tích hợp thêm nhiều giá trị, nhiều cái sản phẩm mới vào những cái gói để chào bán du khách. Từ khi có cái kích cầu được khai đó thì khách bắt đầu là về Đà Nẵng miền Trung. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy là không được nhộn nhịp như cái mùa hè. Lý do đơn giản là cái mùa này đang là mùa thấp điểm của du lịch Đà Nẵng bao nhiêu năm nay rồi. Tuy nhiên là cái khách có tín hiệu là rất là mừng. Công ty chúng tôi thì đã đón được vài cái đoàn tổ chức sự kiện tương đối là được. Hiện cùng với chương trình kích cầu hấp dẫn đã công bố và triển khai, ngành du lịch thành phố sẽ tổ chức các sự kiện với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc, qua đó tạo thêm nhiều điểm nhấn nhằm quảng bá hình ảnh và các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần thu hút du khách đến với thành phố trong thời gian tới.